Kính chào quý vị, quý vị đang theo dõi bản tin trong nước được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật. Ngày 25 tháng 9, đại diện Công ty cổ phần Đại Nam cho biết trong các ngày 29 tháng 9, mùng 6 tháng 10, 13 tháng 10 và 20 tháng 10, khu du lịch Đại Nam ở phường Hiệp An, thành phố Thủ dầu Một, tỉnh Bình Dương sẽ miễn phí hoàn toàn vé vào cổng cũng như các dịch vụ khác. Lãnh đạo công ty thông tin. Đây là ý tưởng của bà Nguyễn Phương Hằng sau khi quay trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam. Trong ngày đầu tiên, ngày 29 tháng 9, mở cửa miễn phí, Cảnh sát Giao thông thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã có mặt phân luồng giao thông các tuyến đường quanh khu du lịch Đại Nam. Theo ghi nhận, Cảnh sát Giao thông có mặt điều tiết giao thông tại các giao lộ trên quốc lộ 13, đường Lê Trí Dân. Đầu đường Lê Trí Dân hướng lưu thông từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Dương, dễ trái vào cổng phụ khu du lịch bị căng dây chỉ cho xe máy đi qua, ô tô di chuyển theo hướng khác. Từ sáng sớm cùng ngày, nhiều người dân đã tới khu du lịch Đại Nam ở phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo ghi nhận, bãi xe bên trong khu du lịch Đại Nam đông nghẹt người gửi xe. Bên ngoài khu du lịch, các giao lộ có cảnh giác giao thông điều tiết nên dù đông xe vẫn di chuyển được. Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, khu du lịch Đại Nam thông báo phân luồng du khách vào cổng trên quốc lộ 13 và ra về theo cổng trên đường Lê Trí Dân trao đổi với truyền thông, đại diện khu du lịch Đại Nam cho biết phối hợp với lực lượng chức năng địa phương để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự. Trong đó, khu du lịch sẽ chịu trách nhiệm bên trong khuôn viên du lịch, còn bên ngoài khu du lịch sẽ tuân theo sự điều tiết của lực lượng chức năng. Về phương án phân luồng khách vào cổng trên quốc lộ 13 và ra về theo cổng trên đường Lê Trì Dân chỉ là tạm thời, có thể thay đổi theo tình hình thực tế và hướng dẫn của lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương. Trước đó ngày 24 tháng 9, một lãnh đạo công ty cổ phần Đại Nam, tỉnh Bình Dương xác nhận bà Nguyễn Phương Hằng đã trở lại điều hành khu du lịch Đại Nam. Quyết định do ông Huỳnh Uy Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại Nam ký ngày 24 tháng 9 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Theo quyết định này, bà Nguyễn Phương Hằng được cử làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc thứ nhất Công ty Cổ phần Đại Nam. Đồng thời, bà Hằng còn được cử kiêm Tổng giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam như vậy theo quyết định mới nhất thì vai trò của bà nguyễn phương hằng tại công ty đại nam được phục hồi nhưng có thay đổi chút ít trước đó theo công bố của công ty bà nguyễn phương hằng là thành viên hội đồng quản trị tổng giám đốc công ty cổ phần đại nam khu du lịch đại nam là một trong số nhiều dự án thuộc công ty cổ phần đại nam khu du lịch và trường đua cùng nằm trong quần thể khu du lịch tại phường Hiệp An, thành phố Thủ Dầu Một, rộng hàng trăm hecta, vốn dĩ gần với tên tuổi cả hai vợ chồng, ông Huỳnh Uy Dũng và bà Nguyễn Phương Hằng nhiều năm nay. Ngoài mảng du lịch, công ty Đại Nam còn có nhiều dự án bất động sản, công nghiệp, khu dân cư lớn khác như khu công nghiệp Sóng Thần 2 tại thành phố Dĩ An, khu công nghiệp Sóng Thần 3 tại thành phố Thủ Dầu Một, các khu dân cư tại Bình Dương, Bình Phước. Bà Nguyễn Phương Hằng, 53 tuổi, là vợ ông Huỳnh Uy Dũng, còn gọi là ông Dũng Lò Voi, 63 tuổi. Bà vừa được ra tù sớm vào ngày 19 tháng 9 năm 2024 sau khi được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù 3 tháng 5 ngày. Trước đó bà bị tuyên án 2 năm 9 tháng tù theo bản án phúc thẩm về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sáng ngày 29 tháng 9, sau đúng 20 ngày cầu Phong Châu ở Phú Thọ bị sập, lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã chính thức lắp cầu phao nối hai huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông. Theo kế hoạch, lữ đoàn 249 chủ trì phối hợp với các lực lượng bắt đầu triển khai Bắc nối thông cầu phao PMB 60 tấn bảo đảm giao thông cho người dân hai bên bờ sông Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập khoảng 400 m. Trao đổi với truyền thông, ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tam Đông Phú Thọ cho hay công tác chuẩn bị lắp cầu phao gần vị trí cầu Phong Châu đã sẵn sàng. Ông Hùng thông tin thêm, theo thông tin chúng tôi được biết thì việc lắp cầu phao sẽ sớm được tiến hành. Trong đó về công tác chuyên môn do lực lượng quân đội triển khai, về phía huyện sẽ hỗ trợ việc đảm bảo an ninh trong khu vực để lực lượng quân đội thực hiện nhiệm vụ. Chiều ngày 28 tháng 9, lực lượng an ninh khu vực cũng đã có mặt để đảm bảo công tác này. Để bắt cầu, lữ đoàn 249 xác định sử dụng 26 đốt khơi, 2 đốt mố Cầu được vận hành trong thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ hàng ngày. Các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, xe mô tô ba bánh được phép lưu thông hai chiều, vận tốc không quá 5 km/h. Đối với ô tô, chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông một chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không quá 30 m, vận tốc không quá 10 km/h. Sau khi hoàn thiện mặt cầu sẽ tiến hành chạy thử tải, kiểm tra độ an toàn, dự kiến ngày 30 tháng 9 sẽ cho lưu thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Trước đó sáng ngày 9 tháng 9 đã xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, sập trụ T7 và nhịp N6 N7 khiến nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu rơi xuống sông và 8 người mất tích. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 nạn nhân và đang nỗ lực tìm kiếm người còn mất tích. Trưa ngày 29 tháng 9, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, Hà Giang cho biết, địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng khiến 2 người tử vong và mất tích vùi lấp nhiều phương tiện. Vụ sạt lở xảy ra tại đường km 52 quốc lộ 2 đường Hà Giang Tuyên Quang. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Việt Vinh nói, vụ sạt lở vùi lấp 5 phương tiện trong đó một ô tô khách, một ô tô bán tải và ba xe máy. Đến 11 giờ 30 cùng ngày, địa phương ghi nhận có một người không qua khỏi, một người bị mất tích trong vụ sạt lở. Mưa lớn kéo dài từ đêm 28 tháng 9 gây ra sạt lở lũ quét nghiêm trọng tại huyện Bắc Quang, Hà Giang tại hiện trường đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh huyện Bắc Quang sạt xuống khu dân cư và mặt đường, đất đá vùi lấp ít nhất khoảng 4 ngôi nhà của người dân. Các cơ quan chức năng đang huy động công an, quân đội khẩn trương tiếp cận, tìm kiếm ô tô và nạn nhân bị mất tích. Một nhân chứng của vụ việc cho biết, người dân và các lực lượng ở đây đang bới đất phá tường nhà để cứu một số người mắc kẹt ra ngoài. Chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió, tỉnh Hà Giang từ đêm qua đến sáng nay có mưa lớn. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chỉ trong 2 tiếng, từ 7 giờ đến 9 giờ ngày 29 tháng 9, tại xã Tân Lập, huyện Bắc Quang đã mưa trên 155mm. Trong những giờ tới, khu vực này tiếp tục mưa phổ biến với lượng từ 20-50mm, đến có nơi trên 70mm. Nguy cơ rất cao xảy ra lụ quét sạt lở đất ở các huyện Bắc Quang, Hoàng Xu Phì, Quang Bình, Vị Xuyên. Hà Giang là tỉnh ít chịu thiệt hại trong đợt bão Yagi vừa qua. Tuy nhiên, từ tháng 5 năm nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ sạt lở gây thiệt hại về người, như vụ sạt lở vào ô tô 16 chỗ trên quốc lộ 34 qua huyện Bắc Mê, làm 11 người không qua khỏi, 4 người bị thương. Ngày 28 tháng 9, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Thạch Thị Sóc Sô Khôn, 38 tuổi, ngụ xã Thanh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 27 tháng 9, tại khoa sản, Bệnh viện Sản Nhi Trà Vinh, địa chỉ ở huyện Châu Thành, khi thấy chồng của một sản phụ dìu vợ ra ngoài để đứa con mới sinh nằm một mình, Sô so Khôn đã thực hiện hành vi bắt cóc. Đối tượng chuẩn bị sẵn công cụ để giấu đứa nhỏ nhằm đưa ra khỏi bệnh viện, nạn nhân mới một ngày tuổi. Quay lại giường nhưng không thấy con, người nhà cháu nhỏ đã chi hô rồi cùng nhiều người tìm bắt được Sô so Khôn. May mắn lúc này sức khỏe cháu bé vẫn ổn định. Thạch Thị Sóc Sô Khôn sau đó bị người dân bàn giao cho công an. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai bản thân không có khả năng sinh con. Sô Khôn dự định bắt cóc, đưa về nuôi, ngụy tạo chuyện vừa sinh con cho bạn trai. Thạch Thị Sóc Sô Khôn âm mưu sẽ dùng đứa nhỏ làm điều kiện buộc bạn trai phải kết hôn với mình. Hiện vụ việc đang được công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra làm rõ.